Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi sợ cho đầu là thế. Đứng cho đầu vào. Đừng đứng dậy tô như này đi. Đứng dậy như này tô. Rồi, đứng cho đầu vào đây nhé. Không cho nó dính vào đấy. Đầu dính vào đấy. Tôn người nó trước ấy. Nhìn xem cái gì to nhất. Ví dụ như người của nó thì tôn người. Để tô cái tay. Rồi. Để tô cái tay. Đi. Để cho người ta còn nhìn mình tô chứ. Cho đầu nhá. Không, cho đầu vào sau bị chửi đó. Bố một tí chửi đó. Xong rồi, tay rồi. Ừ, viết tiếp đi. Đây, màu đây. Màu có màu xám này. Xám ấy, đây. Trắng. Tô cái tay. Đừng khác đi tại vì mình nâu đi. Nâu đây. Lấy nâu đấy cũng được. Lấy màu nâu đấy. Lâu này không này. Xong rồi. Xong rồi thôi để đấy. Lấy màu xanh. Tôi người của nó đi. Tôi người. Không, tôi người màu đỏ. Đỏ. Đỏ đây. Tông ngực nó màu đỏ. Nó sao lại xé ra? Để lấy cầm nó không vướng tay. Để xé đi. Đúng là cứ tin. Nhưng lấy ra cái thời gian này nhé. Xong rồi đấy. Còn cái đầu của nó, đầu của nó kệ, đầu tôi mình đâu nhé, được không? Mắt được. Mắt không cần, mắt nó có sẵn rồi kìa. Tôi màu gì? Đầu tôi màu gì? Rồi cây đi. Chân thịt to đi. Rồi thịt bao nhiêu cân rồi? 25. 25 cân đấy. Ừ. Cây á. Gì 25 cân? Bực phép. Thật á. 23, 26 ấy. Phải hơn. Đầu sắp bị dính vào ấy nha. Cẩn thận nha. Đầu thêm tí nữa là bị dính đấy. Xong. Còn
30 giây cuối cùng. 30 giây cho cái đầu. Nhanh nhanh nhanh. Có gì? Cam. Cam ở đâu? Đầu. Nhanh lên. Còn 20 giây cuối cùng. Sao dùng nghĩa từ tối nha. Rồi, ok, hết thời gian, bỏ thời gian đi, hết thời gian rồi. Các bạn xem thành quả này, rồi tắt.